Xin chào anh chị và các bạn, tôi Đinh Ngọc đây. Đầu tư theo câu chuyện tuyến metro ở bến Thành Suối Tiên, thì hôm nay tôi Đinh Ngọc đang đứng đây chính là vị trí nhà ga metro tại ngã tư Thủ Đức. Và hôm nay thì tôi Đinh Ngọc sẽ chia sẻ cho anh chị là bạn một cái câu chuyện, đó là những cái bất động sản nó được hưởng lợi ở trong cái câu chuyện tuyến metro bến Thành Suối Tiên. Và tôi Đinh Ngọc sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái bất động sản này nó khá là đặc biệt, nó là một lô góc ba mặt tiền và có một cái diện tích lên đến 1.600 mét. Và đây nó cũng là một trong những cái bất động sản tôi Ngọc thấy rằng nó là một cái bất động sản rất là đáng quan tâm để đầu tư. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung tôi Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích, hoặc có thể giúp đỡ cho đâu một ai đó, có thể chị và bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và bạn chưa đăng ký kênh YouTube của tôi Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ tôi Ngọc và đội ngũ team Coolen. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển. Anh chị và các bạn quan sát nhà ga metro. Và tại cái vị trí này đến cái bất động sản nó chỉ rơi vào khoảng 500 mét. Và đối với lại những cái bất động sản nó được hưởng lợi theo cái câu chuyện ga metro, thì chúng ta cũng đều biết rằng đối với lại những cái phường, những cái khu vực mà tuyến metro đi qua thì gần như bất động sản đều được hưởng lợi. Và đương nhiên những cái câu chuyện sẽ được hưởng lợi cao nhất đó là những cái bất động sản xung quanh cái nhà ga của tuyến metro. Thì đối với lại những cái bất động sản xung quanh nhà ga ở khoảng cách dưới 100 mét thì nó sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Tuy nhiên thì những cái bất động sản trong vòng bán kính là 1 cây số thì đương nhiên tôi Ngọc nghĩ rằng nó cũng sẽ là những cái bất động sản nó được hưởng lợi xét về cái mức độ thì nó sẽ không bằng cái 100 mét đầu. Tuy nhiên thì trong vòng 1 cây số thì tôi Ngọc nghĩ rằng nó cũng sẽ được hưởng lợi ở cái câu chuyện về cái nhà ga metro. Và hôm nay thì tôi Ngọc sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái bất động sản này nó là một lô góc 3 mặt tiền. Nếu mà vết xếp về vị trí thì nó vô cùng đẹp. Và như anh chị và các bạn cũng biết rằng phường Bình Thọ nó là một trong những cái phường trung tâm của quận Thủ Đức cũ, và bây giờ thì nó thuộc thành phố Thủ Đức. Và cái bất động sản này thì nó nằm ở trong cái trung tâm của phường, và nó có một cái vị trí đó là một cái lô góc 3 mặt tiền. Và cái lô góc 3 mặt tiền này thì có cái ấy, tổng cái diện tích nó lên đến 1.600 mét. Đấy là Tuấn Ngọc làm tròn thôi, tại vì nó bị vát ở hai đầu thì nó đâu đó thì nó chỉ gần 1.600 mét thôi. Và hiện tại thì chủ của cái bất động sản này đang được chào bán cái giá bất động sản ra thị trường đó là 180 tỷ cho 1.600 mét. Và anh chị và các bạn cũng sẽ hiểu rằng cái giá chào bán đó là như vậy. Tuy nhiên nếu mà ở trong cái thời điểm này mình có tiền mặt và mình thiện chí mua thì sẽ được đàm phán ở cái giá rất là sâu, có thể là giảm được 5-10%, hoặc thậm chí có những thời điểm mà chủ gấp bán thì mình cũng có thể đàm phán được cái mức giảm 20-25%. Và hôm nay thì Tuấn Ngọc cũng sẽ chia sẻ trước cho anh chị và các bạn về cái vị trí thôi. Còn nếu mà khi mà anh chị và các bạn quyết liệt đầu tư ở cái cơ hội này thì anh chị và các bạn sẽ được Tuấn Ngọc sẽ làm việc sâu hơn. Đây là cái vị trí của cái bất động sản, anh chị và các bạn thấy đây là một góc đường đoàn kết và đường Khổng Tử, và nó sẽ có bề rộng ở đây là lên đến 46 mét, và độ sâu vào thì nó là 30 mét. Và anh chị và các bạn sẽ thấy rằng đó là một cái góc 3 mặt tiền, công lý, Khổng Tử và đoàn kết. Và đối với mặt tiền của đường công lý này nó chỉ là 30 mét thôi. Tuy nhiên nếu mà mình xét ở trên mặt tiền đường Khổng Tử thì cái bất động sản này mặt tiền của đường Khổng Tử là 46 mét. Tuy nhiên nó là cái mặt tiền nối từ đoàn kết ra đường công lý phải dần lên đến 50 mét. Nôm na nó là nửa hậu, nhưng nếu trong thực tế thì đã là một cái lô góc thì cũng không phải xét đến yếu tố nửa hậu hay là không nửa hậu, tại vì từ một cái lô góc 2 mặt tiền nó đã không xét đến yếu tố đó rồi. Còn đây là một cái lô góc 3 mặt tiền thì nó quá là đặc biệt. Và nếu như anh chị và các bạn quan tâm đến những cái bất động sản ăn theo cái câu chuyện tuyến metro bến Thành Suối Tiên, hay là những cái vị trí những cái nhà ga của tuyến metro này, hay là những cái bất động sản thuộc thành phố Thủ Đức, thì hãy liên hệ cho Tô Đình Ngọc
và đội ngũ. Chúng tôi sẽ có những cái bất động sản, có những cái deal mà nó đang được bán kín và nó rẻ hơn thị trường có thể 5, 10, thậm chí là 20%. Và anh chị và các bạn hãy liên hệ sớm, tại vì đối với những cái thời điểm này thì chủ nhà cũng đã bắt đầu, họ đã bắt đầu họ tăng cái giá bán lên. Và đối với lại cái bất động sản thì hiện tại nó những cái dấu hiệu phục hồi nó cũng đã có rõ. Và nếu như anh chị và các bạn xem cái video này thấy cái thông tin tôi Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Đình Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Đình Ngọc và đội ngũ team Kulen góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôn Đình Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.